Hà Nội mùa này đúng là phố cũng như sông mọi người ạ. Không biết chỗ mọi người có ngập nhiều không, nhưng bên làng trài mình thì ngập mất hai đoạn làm các xe không thể đi được. Mấy bác có cố vượt thì cũng chết máy liên tục. Hôm nay thì mát trời, mình sẽ dẫn mọi người đi thăm từng bể hải sản nhà mình xem có gì nhá. Đầu tiên là bào ngư Hàn Quốc này, xong đến sò thương, ốc hương, bàn mai, ngao hoa. Để khách hàng đến với nhà mình thì đa phần là khách quen, nên khách cứ bảo là mọi người chọn đồ nhanh lắm, am hiểu về hải sản có khi còn hơn cả người bán luôn đấy chứ. Rồi thì đến cá hồi, tôm sú, ghẹ, cua hoàng đế, cá song, rất nhiều các con hải sản khác nữa. Có lẽ thì mọi người đã quá quen với những con hải sản như thế này rồi. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, đúng là đã thích thứ gì thì có mưa thì cũng chẳng cản nổi mọi người nhỉ. Trong các cái video sau thì rồi dần dần mình sẽ giới thiệu thêm với mọi người về các con hải sản bên mình nha. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần ấm áp và vui vẻ bên gia đình và người thân.